không khí rộn ràng của mùa xuân bính thân đang gần kề. Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho một cái Tết thật sung túc, đầm ấm bên gia đình. Người người nhộn nhịp mua sắm Tết, khắp nơi tràn ngập sắc xuân. Vậy mà đâu đó vẫn còn biết bao số phận, bao mảnh đời cơ cực lầm than. Bằng cái tâm thiện nguyện, tinh thần tương thân tương ái, đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc đã mang hơi ấm mùa xuân đến với bà con nghèo neo đơn khi trao 340 phần quà Tết, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng và 100 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học vào ngày 24 tháng 1 năm 2016 tại số 270 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 23 tháng 1 năm 2016, các tình nguyện viên đã tập trung đông đủ, mỗi người một việc, ai cũng mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình, mang một chút niềm vui nho nhỏ đến với những hoàn cảnh khó khăn, để họ đón được một cái Tết ấm áp hơn, trọn vẹn hơn. Mỗi phần quà cho bà con nghèo trị giá 300.000 đồng, bao gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 ký muối, 1 ký đường, 1 ký bột ngọt và 1 quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Mỗi phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học gồm 10 quyển tập và 10 cây bút bi. Những phần quà này tuy không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của thầy Thiện Phúc cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ chia yêu thương đến với bà con nghèo, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mãi miết chạy theo những điều lớn lao, xa xôi mà quên mất đi những niềm hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu xung quanh ta. Một chút sẻ chia làm lòng người thêm ấm lại, một cái tâm thiện nguyện mang đến cho đời hạnh phúc yêu thương. Trần thế một đời gian nan cỡ hàng, lòng người thầm sâu phũ phàng, tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút
gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm, lạc lầm không hay lối già, đào quyên thắm sâu dưới hồn. Khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kia tu hành duyên còn tùy tại tâm thế. Mười lăm giờ ngày 24 tháng 1 năm 2016, các tình nguyện viên đã chung tay chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc chay nhằm tri ân tấm lòng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa đã luôn sát cánh đồng hành với các chương trình từ thiện của đoàn trong suốt thời gian qua. Theo em nghĩ á, trong mỗi người chúng ta á, thì một người cũng không nhất thiết là phải ăn cả một dĩa cơm. Chúng ta có thể ăn 50% hoặc có thể là 70%, còn 50% hay là 30% còn lại chúng ta có thể san sẻ cho những người mà không có cơm để ăn. Thật sự là em rất là vui, rất là hạnh phúc khi được làm những điều này. Và bây giờ nhân tiện ngày hôm nay chị tham gia với bếp ăn từ thiện của Thiện Phúc Thiện Pháp, thì chị có đôi lời nào đến với Đại Đức Thích Thiện Pháp cũng như thầy Thiện Phúc không ạ? Nhân dịp năm mới đến, Hoàng Trâm xin kính chúc các thầy và các nhà hảo tâm mạnh thường quân đón một mùa xuân thật là vui vẻ, hạnh phúc, và hy vọng là hội từ thiện của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa và đi đến rất là nhiều nơi, những nơi vùng sâu vùng xa để giúp tất cả những mảnh đời bất hạnh. 17 giờ chiều, bà con đã có mặt đông đủ tại số 270 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6. Đây là nơi mà thầy Thiện Phúc đã thắp lửa cho sự yêu thương lan tỏa, đem hạnh phúc và niềm vui đến với những mảnh đời nghèo khó. Trong năm qua, đoàn từ thiện Thiện Pháp, Thiện Phúc ngoài phát cơm chay miễn phí định kỳ mỗi tháng 2 lần, đoàn còn tổ chức nhiều chuyến đi phát quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời trao tặng xe lăn cho người khuyết tật. Thật khó mà kể hết những việc làm dung dị, đầy nghĩa vạn tình của đoàn đến với những mảnh đời bất hạnh. Thiêng liêng hơn cả chính là đoàn từ thiện Thiện Pháp, Thiện Phúc đã mang yêu thương, sự sẻ chia để sưởi ấm bao cuộc đời lắm nhọc nhằn của những phận đời cơ cực. Buổi phát quà diễn ra trong không khí ấm áp và thân thương. Mỗi phần quà nghĩa tình trao đi là một lời chúc tốt đẹp về một năm mới sung túc, đông đầy hạnh phúc mà đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc nói chung và thầy Thiện Phúc nói riêng muốn gửi gắm đến với tất cả bà con nghèo nơi đây. Những khuôn mặt sạm nắng, khắc khổ vì nặng gánh mưu sinh, giờ ánh lên niềm rạng ngời hạnh phúc khi nhận được những món quà sẻ chia thấm đượm tình người. Mỗi một trái tim nhân ái được kết nối là chia đi biết bao ngặt nghèo của cuộc sống, là nhân lên hàng vạn lần niềm hạnh phúc an vui. Thầy Thiện Phúc với tâm niệm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, thầy đã cùng với các Phật tử, các nhà hảo tâm cùng chung chí nguyện đã thực hành tâm từ bi cứu khổ đi đến mọi miền đất nước, tặng quà giúp người nghèo ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ các bệnh nhân ngặt nghèo đang chống chọi với bệnh tật, đồng thời phát quà định kỳ hàng tháng đến 12 hộ nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tất cả những việc làm ấy đều xuất phát từ tấm lòng của một sứ giả Như Lai, suốt đời tận tụy với hành nguyện ban vui cứu khổ không từ lao nhọc trong công tác Phật sự. Tôi là Tân Phụng, bán vé số ở khu vực này. Trong quá trình đi bán vé số thì đi ngang qua đoàn từ thiện Thiện Pháp, rồi có nhờ chú Năm cho một cái vé. Nói chung là cũng rất cảm ơn đoàn từ thiện rất nhiều đã ủng hộ và cho quà Tết cho tụi em. Có một món quà Tết thật ý nghĩa, và nhờ những món quà này mà phần quà Tết chúng em nó có một cái tác động lớn để cho tinh thần chúng em có thể đi bán hàng ngày. Nhờ các đoàn từ thiện như Thiện Pháp này để ủng hộ và giúp đỡ cho tụi em rất là nhiều. Xin cảm ơn các thầy, các đoàn từ thiện, các ban đã hỗ trợ và những phần quà rất ý nghĩa cho chúng em.
Thì Thiện Phúc chẳng biết nói gì hơn thì cũng gửi lời cảm tạ đến các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân bấy lâu nay đã luôn đồng hành cùng Thiện Phúc. Và Thiện Phúc rất là hân hạnh được các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân đã tin tưởng Thiện Phúc, là đã hỗ trợ cho Thiện Phúc rất là nhiều chương trình. Thì cũng nhân tiện đây, Thiện Phúc xin gửi lời cảm tạ tất cả các anh em ca sĩ, nghệ sĩ cũng như các mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước đã đến đây tham dự chương trình này. Thì Thiện Phúc xin cảm tạ nhiều nhất là cô Bạch Lan, và cũng xin gửi lời cảm tạ nghệ sĩ ưu tú Quế Trân đã đồng hành cùng với chương trình đấu giá từ bi của đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc. Và Thiện Phúc cũng mong rằng các mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước luôn luôn đồng hành cùng với Thiện Phúc, để Thiện Phúc sẽ phát huy được những cái chương trình từ thiện sau này nó sẽ vươn cao hơn, sẽ giúp những mảnh đời bất hạnh của Việt Nam chúng ta sẽ giảm dần dần đi, và tất cả sẽ càng ngày càng không còn đói khổ. Và những mảnh đời bất hạnh trong bệnh viện, những cái bệnh nhân bị bệnh mà không có chi phí cũng giảm đi phần nào sự đau đớn từ những tịnh tài của các mạnh thường quân gần xa gửi về cho bên đoàn từ thiện Thiện Phúc. Xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, các Phật tử xa gần và các tình nguyện viên đã luôn đồng hành cùng đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc trong suốt thời gian qua. Cầu chúc một mùa xuân an lạc, vạn sự kiết tường sẽ đến với tất cả mọi người. Nào cùng nắm tay nhau, cất lên bài ca nhân ái. Đường đời thật dài nhưng hãy tin ở ngày mai. Với những trái tim biết nói, biết yêu thương con người, hãy chia nhau nụ cười cho cuộc đời này là những niềm. Đi bên nhau dưới ánh mặt trời, lòng thấy bình yên từng ngày vui mới. Cất thiên hạ đeo nụ cười, thấm chút nắng lên mặt người. Bên mẹ già vui với em thơ. Ta đi bên nhau tiếng mây nghĩa tình, về miền quê xa, về nơi gian khó. Cơn gió mời xưa gọi mời, thấy ấm áp con tim bồi hồi. Sau khi tận tay trao tặng những phần quà cho bà con, mọi người cùng ngồi quay quần bên nhau dùng bữa tiệc chay do những Phật tử của bếp cơm chay từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc nấu. Mười chín giờ khai mạc chương trình đấu giá từ bi nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho những người già neo đơn bất hạnh, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Xen kẽ giữa các phần đấu giá là chương trình văn nghệ chủ đề Hạnh Nguyện Quan Âm, với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Với lời ca tiếng hát tràn đầy tình yêu thương, các ca sĩ đã đem đến cho tất cả mọi người một đêm nhạc thật ý nghĩa và ấm áp tình người. Hãy chung tay cùng đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc gieo mầm yêu thương đi khắp mọi miền đất nước. Mọi sự phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật ủng hộ cho mọi chương trình từ thiện, xin liên hệ Thầy Thích Thiện Phúc số điện thoại 0903 783 335 hoặc gửi về địa chỉ đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc số 270 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nào cùng nắm tay nhau, cất lên bài ca nhân ái. Đường đời thật dài nhưng hãy tin ở ngày mai. Với những trái tim biết nói, biết yêu thương con người, hãy chia nhau nụ cười cho cuộc đời này là những niềm vui. Ta đi bên nhau thấy bình yên từng ngày vui mới. Cất thiên hạ đeo nụ cười, thấm chút nắng lên mặt người. Bên mẹ già vui với em thơ. Ta đi bên nhau tiếng mây nghĩa tình, về miền quê xa, về nơi gian khó. Cơn gió mời xưa gọi mời, thấy ấm áp con tim bồi hồi. Góp một bàn tay vì lòng nhân ái và lời. Bài ca nhân ái,
nhau nụ cười cho cuộc đời này là những niềm vui. Ta đi bên nhau dưới ánh mặt trời, lòng thấy bình yên từng ngày vui mới. Tất biên hà theo nụ cười đắp chút nắng lên mặt người. Chương trình khép lại với bao cảm xúc đong đầy thấm đượm tình người. Mong rằng tinh thần thiện nguyện ấy sẽ lan tỏa khắp nơi nơi trong cộng đồng, nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của những phần đời bất hạnh, và giúp họ hiểu rằng trên thế gian này vẫn luôn luôn ấm áp tình người. Hãy cùng đoàn từ thiện Thiện Pháp Thiện Phúc kết nối vòng tay yêu thương, hòa chung nhịp đập trái tim nhân ái, hết lòng hướng về những mảnh đời nghèo khó đang cần sự sẻ chia.